Thanh lý đi nhanh cho anh chị, hôm nay là cuối tháng rồi đấy, những cái anh em nào kinh doanh biết cuối tháng này lo về công nợ đủ thứ luôn, thì cũng muốn đi đi nhanh một số mặt hàng, thế hầu hết đều là mặt hàng mới thôi. Xin chào cô chú anh chị, đấy, video này em sẽ lên cho mọi người một số cái sản phẩm mà bên em kiểu như là cũng còn một hai cái mới nhá, cái mới nguyên bốc nhá, nguyên siêu là chưa có bóc ra. Thì mình thanh lý đi nhanh cho anh chị, hôm nay là cuối tháng rồi đấy, những cái anh em nào kinh doanh biết cuối tháng này lo về công nợ đủ thứ luôn, công nợ lương liếc của chi phí đủ thứ luôn, thì cũng muốn đi đi nhanh một số mặt hàng, thế hầu hết đều là mặt hàng mới thôi. Thì có một số mặt hàng để xin cô chú anh chị cho một cái đánh giá năm sau, thì đây là mã số 01 nhá, đây vào việc luôn cho nó nhanh. Thì con này nó là sạc pin à, con này thì anh chị cô chú anh chị có thể sạc được những quả pin chân 16,8V và pin kiểu như là của Hukan này, của Makan này, đấy, của Toyama rồi của Akuza các thứ, là hầu hết sử dụng quả pin cái sạc như này. Thì cái giá này sạc này chỉ có 35.000 thôi, và sạc này thì em sẽ ghim đường link Shopee ở phía dưới. Đấy, mọi người lưu ý giúp em là cái sản phẩm này thì bên em sẽ không bán trực tiếp đâu. Mọi người cứ mua Shopee rồi cho em xin một cái đánh giá. Đấy, giống như là hôm trước em bán cái đầu khoan 10 ly ấy, là mình xin để mình xây dựng shop, mình bán nhanh cho anh chị. Đấy, chứ bình thường một cái sạc bàn như này nhá, vựa sạc dây như này 16V người ta bán đã rơi tầm 50.000 rồi. Cái sạc cốc này 16V thì ít nhất người ta bán phải tầm 16.000. Đấy, mà đây là xả cho anh chị giá 35.000 luôn, xả lỗ vốn luôn. Con này thì thực sự tại vì xả lỗ thì lỗ 5.000 100 cái thì chả đáng bao nhiêu, nhưng mà sẽ được nhiều đánh giá năm sao, được nhiều cái sự quan tâm của cô chú anh chị. Đấy, mọi người thấy một cái sạc có chất lượng ok thì lần sau mọi người qua cửa hàng tiếp tục và ủng hộ cho bên em. Cái này thì một số đơn vị cũng có dùng sạc cốc này. Đấy, ví dụ như là của Makan này, của Hukan này. Còn một số đơn vị làm rẻ thì họ sẽ làm sạc dây. Đấy, một cái sạc cốc này có hiệu ở nó nhá. Sạc cốc này là sạc của Hanco, sạc 16,8V, đầu ra là 1A. Đấy, những cái quả pin thấy đa số thường nó sẽ rơi tầm 1 đến 1,3 hoặc là 1,5A thôi, thì sạc nó rơi tầm hơn tiếng thôi. Đấy, mọi người đặt giúp em đường link Shopee nhá, và khi nào mà nó hết hàng là hết rồi. Tại vì sạc này thì em để ra cho cô chú anh chị là khoảng 20 cái sạc với giá 35.000 thôi. Chứ sạc này nếu mà đi bán sỉ, anh chị mua về bán sỉ là cũng có khi là cũng thắng đấy. Đấy, thì mã số 01 mọi người đặt giúp em trên Shopee nhá. Đấy, cái mã số 02, hay mã số 02 ở đây nó là cái con khoan của Makan. Con này thì thực sự luôn là không bán được luôn, tại vì thời điểm bây giờ là anh chị rất thích cái dòng mà không trổ than. Thì nhưng mà con trổ than nó vẫn có nhiều ưu điểm nhá. Đấy, con này thì như form Hukan bên em đang bán, hiện tại đang bán là 620. Cái con của Makan ngày xưa họ cũng phải bán là 550. Đấy, thì thanh lý cho cô chú anh chị, cái này thì em còn khoảng 5 bộ thôi. Còn 5 bộ hàng này là hàng mới 100%. Thì giá để thanh lý cho cô chú anh chị là 400.000. Đấy, rẻ không khác gì Makita hãng cả, mà gọi là hàng có hiệu, có hiệu đàng hoàng nhá. Makan thì mọi người biết gì rồi đúng không? Con này thì của nó là hai pin một sạc nhá, đầu kẹp của nó là 10 ly và có 3 chức năng. Đấy, tất nhiên là cái chức năng búa của những cái máy giá rẻ và của những máy như này thì mang tính chất là hỗ trợ thôi. Đấy, cái ưu điểm của máy có chổi than đó là giá thành rất là rẻ. Đây chổi than đây. Đấy, và thứ hai là thay cũng dễ nhá. Motor của nó là motor 550. Đấy, cô chú anh chị mà thay thì mua trên hàn đúng hai cái dây là xong thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, đầu kẹp 10 ly có đầy đủ cấp trượt và khoan. Đấy, hai pin một sạc nhá. Con này thì ngày xưa giá mới của nó là 550 đấy, nhưng mà giờ còn 5 bộ bán nốt đi. Đấy, giờ kể cả bộ Hukan F8 em đang bán giá nốt đấy. Đấy, Hukan F8 thì giá niêm yết là 620 thì em đang bán giá là 550. Con này 550 một phát về 400 luôn, coi như lỗ để cho đi hàng cho nhanh. Giờ thu hồi vốn luôn. Còn tháng 10, tháng 11, tháng 12 nhanh lắm, có 3 tháng là hết năm là thanh toán công nợ cho hãng thôi. Đấy, cái mã số 02 là có 3 con nhá, mọi người đặt nhanh giúp em, có 300 con giá là 400.000. Con này dùng gia đình, dùng bắt vít rất là ok. Mà mọi người đừng đừng coi thường than của những bọn này. Ví dụ máy mài anh chị dùng than, thợ người ta dùng khoảng 6 tháng 1 năm thay một lần. Nhưng mà đấy là máy mài người ta, máy điện người ta chạy toàn 9.000, 10.000, 11.000 vòng. Những cái con này chạy tốc có khoảng 1.300, 1.400 vòng thì tốc nó thấp hơn khoảng 5 đến 6 lần, thì thời gian dùng rất là yên tâm luôn. Đấy, có những anh thợ ngày xưa mua những cái form kiểu như này, hàng nhái của Makita cái thứ ấy, mà dán Makita ngày xưa người ta bán lộ tầm 8-900, bây giờ Makita nhái thì nó cũng chỉ bán quanh tầm 420-450 thôi. Con này còn rẻ hơn Makita nhái mà là hàng có hiệu, vẫn bảo hành cho anh chị 6 tháng. Đấy, chổi than có những anh chị dùng 2 năm 3 năm, chổi than của những máy này không lo hết, đến lúc hết thì chúng ta cũng vứt đổi tuổi đời của máy rồi, máy lúc ấy nó máy là máy cổ rồi đúng không? Thì có 3 con này nhá. Đấy, mã số 02, mã số 03, con này thì nó là hàng bom, ối rồi ôi, và tự nhiên lại tìm được. Chứ bình thường là con này bên em bán cũng rất là chạy luôn. Cái mã này của nó là máy mài điện Hukan K14. Con này thì giá mới của nó nhá, giá mới của nó 100% của hãng là 450. Đấy, nhưng mà thanh lý cho cô chú anh chị con này hàng bom. Hàng bom là người ta đã mở ra đâu. Tức là ví dụ như hàng kém, cô chú anh chị mở ra mà không đảm bảo tính chất lượng luôn, là mình hoàn về thì hộp nó rất là nát. Đây mọi người nhìn luôn này, có 3 con nhá. Có 3 con của nó, hộp đi
đi rồi về như không thôi. Đấy, không biết là đơn này đâu, có một đơn ở ngay bên Cầu Giấy này, còn một đơn là đây là bên họ dán ra thì cũng không cả biết là đơn chuyển hoàn này. Đây này, đơn này đi làm miền Nam này. Đấy thì thanh lý nốt cho anh chị để mình xoay vòng nhanh, mình làm tiếp các mẫu máy mài khác hoặc là lô mới khác, tại vì lô mới của con này thì màu của nó cũng hơi khác một chút thôi, chứ còn về ruột, về nhông, về thiết các thứ là như nhau thôi. Đấy, con này là hàng bom, giá là 350 nhá. Đấy, Fukan K14 đầy đủ phụ kiện cho anh chị đây. Đấy, gửi đi cho cô chú anh chị mà đầy đủ này, phiếu bảo hành viết đủ nhá, bảo hành rồi các visit để liên hệ nhá, viết rất đầy đủ rồi, gửi hàng đóng hàng rất cẩn thận rồi, nhưng mà vẫn không sao, thì hiểu sao là vẫn còn bom đi. Đây, bật cho cô chú anh chị nghe, con này thì dây đồng 100% rồi, rất nhiều video em mở rồi. Con này ngày xưa lúc mới về của nó bán giá toàn 500 mấy ấy. Đấy, sau Fukan về số lượng nhiều thì nó về khoảng 450, và bây giờ em còn 3 con hàng bom thôi, thanh lý nốt là 350. Cốt 100 phổ thông, cái màu đen thì rất là sạch này. Đấy, logo của Fukan này, chổi than thì hai bên thay cực dễ, công tắc đuôi cực kỳ an toàn luôn. Đấy, có 3 con hàng hộp như mới luôn, nó là hàng mới chứ còn như cái gì nữa đúng không? Thì là của Fukan thì là thanh lý 350 thôi. Hàng này là hàng bom còn 3-4 con thì thay nghi lốt. Đây này. Đấy, sau bóc ra test lại cho cô chú anh chị là ok là gửi thôi. Đó là cái mã số 03 nhá, mã số 04. 04 thì nó là cái con hình như con này à? Phải không nhỉ? Không, đây là con 09 nhá. 04 à, đây, 04 là cái này. Đây. Cái này là chương trình của Fukan nhá, có một quả sạc. Đấy, có một cái sạc và một quả pin của Fukan. Đấy, pin này là 15 cell. Tem là 6A, và cái này Fukan hiện tại đang bán giá trên thị trường là 660.000. Đấy, thì thanh lý lốt cho anh chị là còn 3 quả pin. Đấy, 3 quả pin, tại vì đợt này là Fukan nó lại làm thêm cái chương trình, nó là tặng nữa. Đấy, tặng nữa là tặng thêm một cái như này. Đấy. Đây, bình thường đây là 656 đúng không? Bây giờ Fukan tặng thêm một cái này là 659. Đấy, nhưng mà bây giờ em còn cái chương trình cũ ấy, em bán rẻ lốt cho anh chị là 590.000. Đó là một pin, một sạc. Sạc này là sạc bàn của Fukan mà trong các bộ máy khoan ấy hay là mua lẻ nó rơi tầm 120.000 rồi, mà chúng ta ấy, mua cả pin được tặng sạc mà giá chỉ có 590.000 thôi. Cái này còn 3 cái thôi, để hết cái này thì em bốc cái chương trình mà có tặng thêm cái đế chuyển đổi này này. Đấy, đế chuyển đổi lắp đây vào để sạc dự phòng cái thứ rất là tiện luôn. Thì còn 3 quả pin của lô trước mà có chương trình tặng sạc, thanh lý cho anh chị từ giá 660 về còn giá 590. Đấy, giảm được 50.000 thôi, nhưng mà mọi người trông như thế là nhiều mà, tại vì pin này thì có lãi mấy đâu. Đấy, có cái anh chia sẻ là pin mà bán qua sàn thì có khi lãi chỉ có vài nghìn thôi. Ở đây pin em bán trực tiếp cho mọi người và giảm luôn cái giá mấy cái phí sàn này cho mọi người là 590.000 một pin và vẫn tặng sạc nhé. Mã số của nó là 04. Cái mã số 05. Đây, con này thì sắp tới lại có chương trình là có mã về nhá. Có mã Fukan đang kéo hàng một cái lô mới CD là 0065. Thì em cũng còn hai, đây là xem nào, 1 2, còn hai thôi à. Còn hai cái thân này là thân mới 100%. Đấy, thân này thì hiện tại trước là đang bán giá 550, thì bán nốt cho anh chị để sang tháng 10 bốc được một cái lô mới của Fukan, nhưng mà em nghĩ chắc là cũng không có nhiều thay đổi đâu, tại vì con này cũng rất là ok rồi. Con này tua của nó nhanh nhá. Tua của nó nhanh, tốc của nó nhanh, đầu 10 ly của nó, và anh chị lưu ý là đây là bản mới nhất đã có khóa trục rồi. Đây. Nó có khóa trục rồi đây, khóa trục cứng luôn. Và tua con này cực kỳ nhanh luôn đối với cả một dòng máy 10 ly. 1800 vòng mà đầu 10 ly bằng sắt có khóa trục, thì em nghĩ là lô tháng 10 tới Fukan họ về cái này thì chắc là cũng gọi là cải tiến một chút về mẫu mã thôi, chứ còn con này chả có gì thay đổi cả. Đấy, tua vẫn rất nhanh, đầu có khóa trục này, thiết kế nhỏ gọn này, chân pin phổ thông này, lại có một hộp phụ kiện đây thì tặng kèm. Thì còn hai con này để gọn lốt giá là 450 nhá. Cái thân này để tháng 10 là nhập cái lô mới của Fukan về. Đấy, bán cho nó cập nhật kịp anh em, sau nhiều khi kiểu tồn vài cái từ đời trước lại bán nó chậm quá đấy nhá. Số 05 thân máy Fukan, thân máy nhá. Mọi người nghe kỹ giúp em là thân máy chưa gồm pin sạc. Hôm sau có những video thanh lý hàng cũ, thanh lý video hàng cũ con này là 350 mà anh em nhau vào mua. Đấy, nhiều cô chú anh chị cứ thấy 350 cái là gọi cho anh một bộ. Đấy, thế bảo là đấy là thân máy, thì thân máy chưa có pin thì dùng gì bán lừa. Bảo anh cứ nghe hết kỹ video đi rồi anh gọi điện cho em. Thế là nghe video bảo là thân máy. Đấy, cái đấy mọi người phải nghe kỹ là cái này là rất nhiều anh em người ta có pin rồi. Và giá 450 mà có pin là chỉ có hàng có chổi than mà lại còn hàng thanh lý thôi, chứ không có hàng mới đâu. 450 này là hàng mới 100% nhưng là có thân máy. Để thăng đầu tháng 10, hôm nay là 29/9 thanh lý lốt để đầu tháng 10 đón được cái lô CDR065 mới của Fukan nhá. 450.000. Đấy, còn hai con. Mã số 05, mã số 06. Đây là 06 của con thổi Marura. Đấy, con này đây. Con này nó hàng mới mà. Con này hàng mới của Fukan thì giá niêm yết của hãng là 208.
Đấy, con này có hai con nhưng mà mang sang để em làm video test, nhưng mà nói thật luôn là giờ em chắc em chỉ làm đồ điện thôi, chứ đồ pin là bên em sẽ không làm đâu. Làm đồ pin thôi, xin lỗi. Đấy, làm đồ pin thôi chứ bây giờ không làm đồ điện đâu. Đồ điện xong nó nhiều nhất các thứ mà cũng anh chị mua dễ lắm, mua các tiệm kim khí rồi mua các sàn là rất là nhiều. Đấy, con này nó là thổi điện của Marula và thanh lý cho anh chị giá là có 220.000 thôi. Thổi hút hai chức năng luôn, một đầu thổi và chuyển sang đây là thành đầu hút. Đấy, đầu thổi là cao su của nó cực kỳ cứng cáp chắc chắn luôn, là thương hiệu Marula. Đấy, con này của nó là mã là TP500W. Mọi người có thể check giúp em mã này trên Shopee xem là người ta bán bao nhiêu, rồi giá nếu biết chết càng các Facebook rồi các thứ là bao nhiêu. Nó phải rơi tầm 270 đến 280.000. Giá của hãng 280 chiết khấu súng cho đại lý. Đấy, nhưng mà thôi, có hai con này thì thanh lý lốt cho anh chị, tại vì hàng này hàng chào nhưng mà em không làm những cái đồ điện đâu. Đây, con này đây, công suất mọi người nghe cái tiếng máy của nó nhá. Marula nó là thương hiệu của Hukan nhá. Đấy. Cực kỳ mạnh luôn. Đấy, cái này thì nó là rẻ nên hàng của nó tiêu thụ số lượng gọi là hàng nghìn thôi, còn nếu mà muốn chuyển sang đây thì lắp đây. Đấy, số lượng con này thì em có hai con, gọi là bên đấy họ mang sang một con làm hàng mẫu, một con hàng trưng bày để đặt lên kệ và một con để test đấy. Đấy, hút đây. Đấy, ok chưa? Đấy. Có bóc cò và giữ cò nhá. Vỏ nhựa con này cũng là vỏ nhựa cứng ABS. Đấy, giá của họ có 220.000 thôi. Đấy, mua về cho vợ 20 tháng 10 lô ra tặng cũng được. Giá có 220 thôi mà cực kỳ rẻ luôn. Đấy, thương hiệu của Marula Hukan, bảo hành là 6 tháng có hai cái máy thổi mới, hàng chào định làm nhưng mà không làm nữa. Mã số con này là mã số 06 đúng không? Mã số 07 đây. Mã số 07 này thì em về được khoảng 200 cái đèn này. Thì đèn này hiện tại nó là đèn ngày xưa ấy, nó là đèn sáng nhất Hukan. Nhưng mà bây giờ nó có thêm một cái đèn gọi là đèn này là 70W nhá. Hukan nó về thêm một cái đèn gọi là 90W nữa. Nhưng mà cái đèn đấy thì nó hơi bị hao pin, cho nên là em không bán cái phân khúc đó. Đấy, thì về vẫn còn cái đèn này, tại vì tháng 10 thì trời tối rất là nhanh, nhiều anh chị có lắm. Thì đấy, mình về mình đúng cái mùa đèn thì thôi là bán rẻ cho anh chị, nhưng mà bán được số lượng. Các cái bên bán là 320, nhưng mà em cũng có hơn chục cái đèn thì muốn là đi cho anh chị giá là 290.000. 30.000 của 320 nó là bớt 10% rồi chứ có ít đâu, đúng không? Đấy, cái số tiền thì không ít nhưng mà cái phần trăm thì là nhiều. Đây, cho anh chị xem cái mức độ ăn dòng của con này nhá, để cho anh chị ước chừng cái thời gian sử dụng. Đây, ví dụ một quả pin của em là lấy hẳn quả pin to đi dùng cho nó sướng. Đây, ví dụ như quả pin là 7.5A. Đây, 7.5A. Đấy. 7.5A thì nó ăn dòng khoảng 1.1A. Đấy, 1.1A thì ví dụ anh chị có quả pin 5A thì sẽ chạy được 4 tiếng rưỡi. Và nếu anh chị có quả pin 7.5A này thì anh chị sẽ chạy được khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng. Đấy, đây là quả pin dung lượng rất là cao bên em rồi. Tại vì cái dòng này thì nó hao pin là thừa nhận, tại vì số lượng bóng nó cực kỳ nhiều luôn mà. Nó 48 bóng. Đấy, 48 bóng có giải led xung quanh và dưới có một giải led kép rất là sáng luôn. Đấy, con này thì dùng ở những cái nơi kiểu cỗ bàn rồi công trường, anh chị muốn làm thêm buổi tối ấy. Đấy, thì dùng con này nhá, giá đảm bảo luôn là giá cạnh tranh luôn cho anh chị, giá là 290.000. Đấy, một số video trước em cũng lên cái con này. Đấy, con này thì 290, chân pin Makita phổ thông, đây là thân đèn chưa gồm pin sạc. Đấy, thân đèn chưa gồm pin sạc. Đấy, thì mọi người có thể có pin rồi thì đặt, không thì tư vấn giúp em là thường là mình cần sáng khoảng bao nhiêu tiếng, thì bên em sẽ tư vấn cho mọi người một quả pin giá rẻ, chỉ cần có dung lượng thôi, chứ còn pin dùng đèn không cần pin xịn, không cần pin xả cao làm gì cả, nó tốn lắm. Đấy, chỉ cần thế thôi. Đấy, mã số này là 07 nhá. Đèn này là 48 bóng led này và 70W thì giá của nó là 290.000. Đấy, tản nhiệt là tản nhiệt nhôm và đằng sau là có hai cổng USB để anh chị chuyển, một cổng là 1A và một cổng là nhanh là 2A. Đấy, sạc điện thoại các thứ cũng cực kỳ tiện luôn. Tức là mình biến cái cục pin Makita chân phổ thông này này của mình thành hai cái dây sạc điện thoại, trường hợp mà có mất điện đấy, vừa sạc đèn vừa hai sạc hai cái điện thoại để sử dụng, đúng không? Rất là tiện luôn. Đấy, chưa gồm pin sạc là 290.000 nhá. Cái mã số 08. Cái mã này thì thôi em không bóc ra nhá. Nhưng mà đây có một cái hàng mẫu này. Con này của nó là CDR0090. Con này thì trước em nhập lô khoảng 30 cái thì bây giờ còn một cái thôi. Thì cái mã 13 ly của Hukan bây giờ là em chỉ có làm là Z11 này, F88 này, Z1600 thì bây giờ chỉ còn bán nốt thân thôi và Marula. Đấy, tại vì cái riêng cái dòng 13 ly của Hukan nó phải tầm khoảng 20 mã, làm nhiều nó loạn mất, làm nhiều thì anh chị cứ hỏi là con này con kia có hơn nhau không. Đấy, thì thanh lý nốt cho anh chị, cái này, anh này anh chị lên cho sơn giá cho em nhá. CDR0090 giá trên mạng chắc chắn là phải rơi tầm khoảng 1.5 triệu hoặc 1.490 là ít nhất. Đấy, thì thanh lý cho anh chị duy nhất có một con này thôi. Đây này, hàng đã bóc ra đâu. Hàng đã bóc ra đầu đây này, nguyên này. Anh chị mà thích thì em để nguyên như này anh chị. Còn nếu mà cẩn thận mà ship đi xa thì tốt nhất là em cứ mở ra, em cắm sạc vào, cắm máy vào xem chạy ok thì em gửi cho anh chị. Giá của nó là 1.350.000, là thân máy như này này.
thân máy như này này, hai pin một sạc, pin của nó như hình đây là pin 10 cell 3A, vỏ ABS màu đen của Hukan đấy. Đầu có khóa trục nhá, con này 13 ly có khóa trục này, khóa trục cứng luôn đấy. Cái đầu của nó đầu sắt màu đen và có cái vòng đỏ này, nhìn rất là đẹp luôn đấy. Bắt vít cấp trượt, chế độ khoan và một chế độ khoan búa nữa. Con này 13 ly thì thực sự cái form này em không thích bởi vì nó hơi to đấy, nhìn nó giống cái dòng DeWatt XR đúng không, nhưng mà vẫn có bên họ thích cái mẫu này. Nhưng mà thực sự đối với em là em thích những dòng nhỏ gọn đấy. 13 ly không cần to quá nhưng mà cần nhỏ gọn, tại vì con này thì cầm hơi to, thì có đúng một bộ này thôi, 1350. Mọi người trước khi mua thì check giá đi. Em rất tự tin về sản phẩm này là em cạnh tranh được với giá, tại vì em còn một con thì em bán nốt chứ làm gì nữa, đúng không? Đấy, cái mã số này, con này là mã số 09. Con này thì đúng là cũng còn một con giống trường hợp kia. Đấy, tại vì cơ kiếm thì em có Hukan có hai loại nhá. Một loại là cầm một tay như này và một loại là cầm hai tay. Con này cầm hai tay và đỡ một tay mà. Em không muốn mở ra thì mình muốn giữ nguyên hàng cho anh chị xem. Đấy, giữ nguyên hàng thì con này sử dụng chân pin Makita phổ thông. Trong đây nó có các lưỡi rồi. Đấy, lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt sắt là có rồi. Thì cái thân máy này là thân máy không chổi than và dòng là dòng cầm hai tay. Đấy thì các hãng dòng mới của hãng là 1.1 triệu, thì thanh lý đốt cho anh chị giá là 980.000, hàng mới nguyên siêu. Tại vì cái mã này em cũng không làm đâu, cưa kiếm chắc chỉ làm một cái dòng mà có than với không than, cái dòng mà cầm hai tay thôi, à dòng cầm một tay thôi, chứ dòng hai tay này là anh chị hay làm kiểu làm vách làm viết một kiểu cắt gỗ này, gỗ tròn nhất cái thứ cắt vuông ấy, nó cơ động hơn so với cưa lọng mà chúng ta phải để trên bàn đúng không. Đấy thì em gặp nhiều anh chị làm trần thạch cao hay là làm kiểu nội thất cái thứ là dùng con này để cưa tạo vòng tạo khoét viết cái thứ ấy. Đấy, giá 958 nhá, ai có pin rồi lấy pin thôi. Con này là thân máy của Hukan, mã của nó để anh chị check giá đây, HI 300 308T. Đấy, tại vì em nói là em nói chuẩn là thanh lý, là thanh lý chứ không phải thanh lý nhưng mà bằng giá bán hàng ngày đâu. Muốn đi cho nó nhanh thôi. Đấy là 980 cái thân đấy nhá. Ôi, cái mã này là mã 9 này, còn mã 10 của bên em nó là con này. Con này thì cũng còn hai con. Đấy, thân máy 13 ly. Thân máy 13 ly này giá mới của hãng là 840.000. Đấy, con này là 13 ly có khóa trục của Hukan nhé. Mã của nó là Z1200. Đấy, đầu 13 ly có đầu bạc này nhìn rất là đẹp. Đấy, các dòng của Hukan nó chỉ là đầu và màu đen thôi. Con này đầu bạc nhưng mà con này là thiếu tay cầm. Đấy, tại vì có một cái đợt là Hukan S88 em chỉ có đúng mỗi thân của S88 thôi. Đây này, có một cái thời gian là Hukan họ hết sạch bộ nhá. Hukan hết sạch bộ là em còn mỗi thân của con S88 này thôi. Là em mỗi thân S88 thôi, thì em cái thân này thì loại không có tay cầm đúng không? Nhiều anh chị lại muốn mua bộ của hai pin lại có tay cầm, thế là lại phải vay mượn tay cầm từ cái thân này, thế là bây giờ thành ra cái thân này nó thiếu tay cầm, thì thôi thanh lý nốt cho anh chị chứ coi như là bán hòa đấy, chứ còn tay cầm làm gì có chuyện giá 100 đúng không? Tay cầm anh chị mua cho Shopee rồi lắm là 35-40 nghìn, thì con này còn hai con nhá, giá là 750.000. Đấy, 13 ly có khóa trục của Hukan không chổi than Z1200. Con này thì bản của nó là khỏe hơn so với cả F88 đấy, khỏe hơn đấy, lực siết của nó khỏe hơn đấy. Đấy, 95 lưu không chổi than, có hai con không có tay cầm nhá. Ai không quan trọng quá tay cầm thì ấy. Đây, F88 còn đúng một con đấy, anh chị nào lấy nốt đi. Con này 680 thì lấy nốt để giá 620 đi. Đấy thì còn hai thân 13 ly Z1200 và một thân Z F88. Cái mã số đấy là mã số 10 đúng không? Đây, 11 đây. Và chốt là mã này là mã 12 là hết rồi. Đấy, tất cả những sản phẩm hôm nay cực kỳ chất lượng luôn. Đa phần là hàng mới thôi. Có phần này, có cái sản phẩm này thì là Shopee nhá. Mọi người mua giúp em. Đấy, nhớ là pin của nó là pin kiểu Hukan nhá. Pin kiểu mã Akuza các thứ đấy, pin kiểu Drama các thứ ấy. Đây đấy, nhớ còn không chắc thì cứ chụp giúp em. Đây, cái pin kiểu như này này. Ốp vào luôn là sạc. Đấy, tiện lợi luôn. Thế còn cái mã số 11 nhá, là con này là 350.000. Đấy, con này là pin của thương hiệu Marula. Đấy, pin này thì nó là pin 10 gel 3A. Vỏ của nó cũng là vỏ ABS. Thực chất thì nó như quả này. Đấy, thực chất có như quả này. Quả này thì em bán, Hukan bán đều giá là 390. Đấy, một pin 10 gel 3A và cái sạc là 390. Nhưng mà thôi đi Marura tách bộ ra cho anh chị bán. Đấy, tách từ bu lông của Marura, tách từ chuyên vít của Marura, bán cho anh chị giá là 350. Lại còn nhập thêm cái sạc về tặng cho anh chị luôn. Đấy, sạc này của nó là sạc 1A. Đấy, thì con này là vỏ ABS, có đèn báo pin ở đây. Chân pin Makita phổ thông, vừa sạc bàn được, vừa sạc adapter được, cực kỳ tiện luôn. Đấy, Marura nó là thương hiệu của Hukan mà. Đây này, thông số y hệt luôn là chuẩn 3 nhá. Con này chuẩn 3 là pin 5C xả 15A. Đấy, dùng các thứ mà bài khoan các thứ là cũng tạm được ok. Mã số 11, thế còn mã 12 đây. Mã 12 thì đó là Hukan Z1600. Con này thanh lý nhưng mà thân ấy, thân là 900.000. Còn nếu mà anh chị lấy thêm cái tay cầm nữa ấy, thì là 950, vẫn thế thôi, không có hộp nhá. Đấy, hộp viết đợt trước là cũng tách ra. Đấy, chính từ cái vụ mà tách
lấy hộp của con này nhá, lấy hộp con này để cho thân S88 vào, để cho tay cầm của Z1200 vào. Đấy, để cho pin vào thì nó thành một bộ S88 thôi. Tại vì S88 đợt đấy nó cháy hàng kinh khủng luôn. Đi anh em bán xỉ, toàn đi vay mượn nhau thôi chứ làm gì có hàng đâu. Đấy, thì thân con này đang dư này, thiếu hộp này, đấy, thiếu tay cầm. Anh chị nào thích tay cầm thì vẫn có, thì là 950 nhá. Đấy, mọi người cứ quan tâm sản phẩm nào liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Đấy thì các sản phẩm này thì hầu hết là cũng có một hai con thôi, thì mọi người cứ nhanh tay đặt giúp em nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.